Thưa quý vị, liên quan đến câu chuyện thưởng Tết mới đây theo Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cao nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh là 1,17 tỷ đồng trên một người thuộc một doanh nghiệp ở lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. Theo đó, tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2019 bình quân của người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là 3,4 triệu đồng một người, cao hơn 28% so với Tết Dương lịch năm 2018. Trong đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI có mức thưởng bình quân là 9,4 triệu đồng một người, cao hơn gần 70%. Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2019 cao nhất là 500 triệu đồng một người thuộc một doanh nghiệp FDI. Đặc biệt, thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 có mức thưởng bình quân cao hơn 29% so với Tết Nguyên đán năm 2018. Trong đó, mức thưởng cao nhất là 1,17 tỷ đồng một người, mức thưởng bình quân là hơn 10,3 triệu đồng một người, năm 2018 là 8 triệu đồng một người. Nhiều doanh nghiệp ngoài tiền thưởng Tết đã có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động như tặng quà Tết, tặng phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón hoặc hỗ trợ tiền tàu xe, tặng vé xe.